Ô tô cũ Mỹ Linh xin kính chào quý anh chị và các bạn. Bạn nào yêu thích cái dòng xe che nắng che mưa, một mẫu xe tập lái thì đây, nó là một chiếc xe để các bạn lựa chọn che nắng che mưa. Và hôm nay mình tiếp tục làm video để gửi tới các bạn về chiếc Chevrolet Spark sản xuất năm 2009, một chủ sử dụng từ mới các bạn ạ. Và cam kết với các bạn là chiếc xe này không taxi dịch vụ một ngày, màu bạc xịn. Và phần đầu tiên các bạn quan sát phần ngoại thất này. Và sơn xi nó sạch đẹp các bạn nhé. Cam kết với các bạn là xe nó không bị tai nạn, máy không bị ngập nước. Và đây, toàn bộ đèn nó là đèn zin các bạn nhé. Đèn theo xe, đèn hãng, chứ không phải là đèn độ, đèn chế các bạn ạ. Đấy, các bạn quan sát này. Một mẫu xe chỉ có mấy chục triệu thôi. Ô tô nhưng nó là giá xe máy các bạn nhé. Rất phù hợp với các bạn mới có bằng lái ấy. Cũng như các bác có nhu cầu đi lại cái mẫu xe sang ăn như xe máy thì đây nó là một chiếc xe để các bạn tham khảo che nắng che mưa. Và xe được trang bị màn hình cam lùi lá răng đúc đây các bạn này. Tí nữa mình sẽ kiểm tra từng phần chi tiết cho các bạn. Trước hết các bạn quan sát phần ngoại thất của xe này. Sơn xi nó đồng đều các bạn nhé, nó không bị lệch màu. 30S5023 đó là biển sản xuất năm 2009, một chủ sử dụng từ mới các bạn nhé. Xin cam kết lại với các bạn là xe không taxi dịch vụ một ngày. Đấy, các bạn quan sát phần ngoại thất của xe này. Để mà chấm điểm về phần ngoại thất thì chiếc xe này ngoại thất rất đẹp các bạn ạ. Và cam kết với các bạn là chiếc xe này máy gầm đại chất, riêng mình bao phê cho các bạn luôn. Mình đã test thử kiểm tra và bảo dưỡng bảo trì hết rồi. Con này máy gầm về các bạn không phải làm gì cả. Sân vỏ đây các bạn quan sát này. Chỉ có mấy chục triệu thôi các bạn đã thấy được. Được cái hình thức bề ngoài của một chiếc xe nhìn nó có xứng đáng hay không thì đây, ngoại thất của em nó đây. Không khoan đục, không taxi, một chủ sử dụng từ mới. Toàn bộ đèn này, từ đèn pha đến đèn chiếu hậu nó đèn zin nguyên bản hết đây các bác ơi. Các bác có tiền nhiều thì mua xe đời, mua xe nhiều tiền. Nhưng đây nó là một cái phân khúc xe tập lái, một phân khúc xe dành cho các bác mới có bằng. Một mẫu xe xăng ăn rất ít các bạn nhé, máy 0,83 máy. Một dàn lá răng đúc đây các bạn này, lá răng phay. Đấy, các bạn quan sát này, sơn xi này, đường gân chỉ này. Chỉ có mấy chục thôi nhưng mà mình vẫn phải quay kỹ để gửi tới các bạn test thử này. Đấy. Toàn bộ bốn cánh chỉ nó còn rất đẹp đây các bạn này. Đấy, chỉ đây. Và táp ly đồ nhựa đây các bạn này. Từ cái lề ốp cánh nó còn nguyên đây các bạn nhé, đồ nhựa nó đen, đẹp. Sơn xi là sạch đẹp. Các bạn mua về chỉ việc đổ xăng và chạy, không phải làm bất cứ cái gì cả. Ốc bản này cánh còn nguyên đây các bạn nhé. Đấy, sơn nó là sơn zin đây các bạn này. Các bạn thấy này, cột với cánh này, nhìn màu nó nguyên này, màu nó không bị lệch. Ở đây các bạn quan sát này. Đấy, chỉ có mấy chục thôi, mình quay ra như xe tiền tỷ luôn. Quay cực kỳ chi tiết đấy các bạn này. Đinh tán còn nguyên đây các bạn này. Không trong bánh ngoài lá gì. Để các bạn xem có chốt được thì chốt luôn và ngay. Những chiếc xe ô tô giá xe máy thì mình chỉ quay video có xong chỉ một vài ngày thôi là sẽ về với chủ mới. Bạn nào nhanh tay thì liên hệ cho mình. Và đây các bạn quan sát này. Một bộ áo ghế rất mới đấy các bạn nhé. Từ cái đồ nhựa đây các bạn này. Đấy, các bạn quan sát này, xe không gia đình, trần nó là trần nỉ nguyên bản đây các bạn này. Và đây một cái minh chứng để các bạn quan sát này. Từ cái phím còi vô lăng nhìn rất đẹp đấy các bạn này. Đấy. Nếu xe chạy dịch vụ thì không bao giờ cái phím còi còn đẹp như thế này. Đấy. Đồ nhựa này. Đồ nhựa tươi mới. Nội thất thì không thể chê vào đâu được. Riêng con này mình bao đẹp cho các bạn về phần nội thất cũng như là phần thân vỏ luôn. Hiếm có một chiếc Spark nào mà lại trần đẹp như chiếc này các bạn ạ. Và đây mời các bạn quan sát phần chỉ cánh sau bên lái đây. Đấy, chỉ nhìn sướng mắt đây các bạn này. Và đây các bạn quan sát này, taxi thì thường khoan đục cái chiếc này không, cái táp ly đẹp như thế này nhá các bạn nhé. Đấy. Hàng không khoan đục bao giờ nhìn nó cũng chất.
Đấy, sơn xi đấy các bạn này. Nhìn nó bóng bóng xoay gương được đây các bác này. Đấy các bạn quan sát này. Nhìn nó sờ nó mát tay. Lóc xe này, bóng xoay gương được. Một bộ áo ghế rất đẹp đây các bạn này. Bác chủ bác kia chịu khó đầu tư trau chuốt cho nên mới được một cái xe nó đẹp như này các bạn này. Đấy các bạn quan sát phần nội thất này, bua lăng này, củ số này. Củ số rất đẹp các bạn nhé. Xe được trang bị màn hình rồi. Đấy, các bạn giải trí nhạc ok. Đầu này bắt được cả Bluetooth các bạn nhé. Đầu Covan nó là một cái mẫu đầu nổi tiếng, sau này chuyển sang là đầu ZX bây giờ các bạn ạ. Tiền thân nó là Covan này các bạn này. Và đây các bạn quan sát này. Từ con ốc bản lòng trong cánh này nó còn nguyên, chưa chạm cả lê mỏ lết này. Sơn xi nó là sơn zin, nó không phải là màu đổi. Và đây các bạn quan sát phần đuôi xe này. Hai cái thanh giá lốc của xe nhìn rất mới đây. Và đặc biệt chiếc xe này có hai chìa đây các bạn này. Hai chìa còn nguyên này, còn nguyên hai chìa này. Khóa khiển từ xa có hết đây các bạn này. Phun đồ chơi rồi, lá răng đúc, màn hình, khóa khiển. Đấy các bạn quan sát này. Hiếm khi có những chiếc xe mà lại còn được một đôi chìa như thế này các bạn nhé. Lại còn cả độ thêm cả khóa khiển rồi. Đây các bạn quan sát phần cốp sau của xe này. Đây, máng nước còn nguyên đây các bạn này, chưa phải một giọt sơn nào các bạn nhé. Thì cái giá còn nguyên đây. Đấy, máng nước bên trái bên phải đây các bác xoay thật kỹ này. Chevrolet Spark thì nó là một cái mẫu xe 3 máy, máy 0.8, cực kỳ lạnh máy và tiết kiệm xăng các bạn nhé. Phụ tùng thì sẵn có, làm cả một cái máy chỉ có mấy triệu thôi. Nhưng quan trọng về phần thân vỏ không mù mọt là ok. Còn máy dòng này làm rất ít, mất rất ít tiền các bạn nhé. Đấy, nội thất này. Riêng bộ áo ghế các bạn đã đỡ được hơn 2 triệu rồi. Này còn màn hình, này còn lá răng đúc. Mà giá này chỉ có hơn 80 triệu thôi các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát này. Đây, kích lốp đầy đủ đây các bạn này. Lốp sơ cua kích này. Thì cái lỉ này vẫn còn nguyên. Ở đây các bạn quan sát phần gầm xe này. Đấy, gầm không mục mọt các bạn nhé. Lốp còn rất dày đây các bạn này. Lốp còn trên 80% nữa các bạn đi thoải mái luôn. Ở đây các bạn quan sát này. Cốp sau chỉ nó vẫn còn hết đây các bạn này. Nhìn nó sạch sẽ đây. Khóa thì rất mới đây các bạn này. Đây chỉ nguyên. Chỉ hai bên đây các bạn này. Bạn nào yêu thích cái dòng xe nhỏ gọn tiết kiệm xăng, một phân khúc xe che nắng che mưa thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0913660299. Và địa chỉ của mình đây, mặt đường quốc lộ 2 thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cách sân bay Nội Bài 10 cây số và cách nhà máy sản xuất Toyota và Honda Việt Nam 2 cây số các bạn nhé. Rất thuận lợi để các bạn đến với bãi xe mình. Mời các bạn di chuyển sang phần cánh bên phụ. Kiếm được những chiếc Spark mà không khoan đục, không taxi, một chủ từ mới mà sơn xi sạch đẹp như này không phải là đơn giản các bạn nhé. Các bạn đừng suy bì, đừng đánh giá em nó như những chiếc xe 450 triệu như các bác nói thì chắc chắn là chỉ có Matiz thôi. Còn Spark thì không bao giờ có cái xe nào mà lại là nó dưới 60 triệu chứ nói là 450 triệu các bạn ạ. Đấy, sơn xi. Các bạn chỉ cần để ý này, từ cái lòng trong cái này và cái phần ngoài này, sơn xi nó đồng đều, nó thể hiện một cái xe sơn xi nó còn đẹp. Mà hai nữa là những cái dòng xe cỏ này, những cái dòng đi được rất nhiều năm như thế này rồi mà người ta sơn xi lại, người ta đã đến làm lại cái áo cho mình rồi, mặc cho mình một cái áo mới rồi thì các bạn thấy nó sẽ được đẹp hơn. Chứ còn làm gì có mà lại sơn zin được. Đây các bạn quan sát này.
Riêng con này về phần thân vỏ thì chấm hết các bạn ơi. Điểm rất cao về phần thân vỏ và phần nội thất các bạn này. Tí nữa mình còn phần cuối cùng, phần trái tim chiếc xe mình sẽ test sau cho các bạn. Nhưng đến đây các bạn cũng đã nhận thấy rằng một chiếc xe về phân vỏ quá đẹp các bạn nhé. Và kể cả là nội thất, đây, chỉ xin hết. Đây các bạn quan sát này, ốp gỗ, phần gỗ hết rồi. Táp lì rất đẹp đây các bạn nhé. Cho dù cái xe mấy chục triệu hay đến mấy trăm triệu chăng nữa thì mình không bao giờ phân biệt giữa mấy chục mấy trăm, mà mình quay video rất kỹ các bạn ạ. Đấy, kính là cần riêng để các bạn khi xem video có nhu cầu sử dụng những cái mẫu xe che nắng che mưa thì chốt luôn, không phải đi xem mất thời gian. Các bạn chỉ cần là đặt cọc là bên mình giữ xe cho các bạn. Đấy các bạn quan sát này, kiếm đâu ra một chiếc Spark giá mấy chục mà lại đẹp như chiếc này các bạn này. Đấy, đồ nhựa này. Các bạn đến phát hiện ra chiếc xe này taxi khoan đục, mình sẽ hoàn tiền đi lại cho các bạn nhé. Mình cam kết bằng văn bản luôn, không khoan đục. Đấy, màn hình, riêng con này về bu lăng thì chấm hết luôn các bạn nhé. Đây, ghế đây. Đây các bạn quan sát này, một bộ áo ghế đây. Nội thất này, về nội thất còn zin rất nhiều, từ trần cho đến cái giá để đồ cốp sau đây các bạn này. Ốc bản này hai bên các bạn này, khóa rất mới đây. Spark mặc 4 cánh chỉ còn nguyên này, không phải là đơn giản các bạn ạ. Đấy, cửa đóng còn hơn Moline không lại được các bạn nhé. Một dàn lá răng đúc này, lá răng phay đấy các bạn này. Bây giờ mua là phải 5 triệu một bộ này các bạn nhé. Mà lốp con này là lốp rất dày đấy các bạn này, lốp còn quá dày luôn. Đấy các bạn quan sát lòng trong cua lốp này, ba bu lê này. Từ cái nhựa chống va đập của 4 cánh nó còn nguyên đấy các bạn này. Màu bạc này nó rất hợp với các bác có tuổi cũng như các quý anh quý chị đi nhu cầu đi lại, nhất là công nhân về có nhu cầu sở hữu ô tô thì đây nó là một cái phân khúc thay cái xe máy mình đi các bạn nhé. Và để kết thúc phần thân vỏ cũng như là phần keo chỉ keo cốt thì chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá 88 triệu các bạn nhé. Chỉ có 88 triệu thôi các bạn đã sở hữu một chiếc Chevrolet Spark thân vỏ quá đẹp, nội thất thì thơm phức. Đây, thân vỏ đây, các bạn xem có điểm nào các bạn chê không thì liên hệ cho mình. Giá chỉ có 88 triệu thôi các bạn đã sở hữu một cái mẫu xe full đồ chơi, lá răng đúc, màn hình cam đuôi. Đấy, một bộ áo ghế mới khét luôn. Và đây, quên chưa kiểm tra về phần ghế bên này các bạn đây. Đấy, cả hai bên đây, cho có bên trái bên phải đấy các bạn này. Đình tán không mất một cái đình, một cái tán nào các bạn nhé. Cam kết với các bạn là toàn bộ 3 cột, cột A, cột B, cột C, cột đầu, cột cuối, cột giữa nó còn nguyên. Nếu các bạn phát hiện ra chiếc xe này mình của mình bị đâm va mà máy bị ngập nước thì mình xin hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các bạn. Một đôi khóa theo xe còn nguyên đây. Từ cái chữ này các bạn này, nó zin từ cái chữ này này. Đấy, Chevrolet Spark này. Và để mời các bạn vào phần nội thất cũng như là phần cùng mình test thử phần máy, phần trái tim chiếc xe, xem chiếc xe trái tim có được khỏe, có được đẹp như lời mình quảng cáo không. Thì các bạn chờ mình một chút, mình sẽ test thử cùng với các bạn. Giám sát hành trình xe mọi lúc đây, mọi nơi mà bố không lo đi nhầm đường nhá. Màn hình vẫn hoạt động ok các bạn nhá. Biển cảnh báo nhanh nhạy lắm bố ạ. Xịn xò quá. Đi trên đường được. Có Vika là đảm bảo an toàn rồi. Vừa an toàn mà lại nhiều tiện ích này, như phát wifi 4G tốc độ cao, tim gara, chặn dân gần. Điều hòa đây các bạn này. Điều hòa lạnh buốt luôn. Anh đi lắp Vika với bố nhá. Dạ vâng ạ. Chi tiết gọi tổng đài miễn phí 18008168. Quay trở lại để cập nhật tình hình giao thông, chúng tôi có tin từ bạn Văn Cường báo rằng các đường dẫn lên cầu Trương Dương thì bắt đầu các bạn quan sát là mọi chế độ hoạt động rất ok các bạn nhé. Và di chuyển với tốc độ chậm.
thêm một thông tin từ bạn Cương báo rằng lộ trình cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 39 hướng về Thái Nguyên có một xe tải gặp sự cố. Và bạn quan sát thấy chiếc xe các bạn đi tốc độ rất chậm. Bù lằng quá đẹp luôn các bạn ạ. Các phương tiện chú ý. Đó là lộ trình ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 39. Và để không mất nhiều thời gian của quý chị, để mời các bạn đến với phần cuối cùng của xe, đó là khoang máy, để các bạn cùng mình kiểm tra xem chiếc xe, trái tim của chiếc xe có còn đẹp hay không. Thì đây, chân côn, chân phanh, chân ga đấy các bạn này. Phải nói là chiếc xe này về thân vỏ thì không thể chê vào đâu được các bạn nhé. Thân vỏ và nội thất này các bạn, chỉ còn phần máy nữa thôi. Đấy các bạn có chốt được hay không nào? Các bạn để ý là đến cái phần quan trọng, đó là phần máy đấy các bạn này. Toàn bộ kính này và gương này, gương chiếu hậu nó là zin hết các bạn nhé. Đây, đèn đóm này, đèn pha, đèn gầm, đèn sinh nhan hoạt động rất ok đấy các bạn này. Đèn đó là đèn LED thôi. Một bộ đèn LED siêu sáng các bạn nhé. Các bạn mua về chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi. Mình đã bảo trì, bảo dưỡng hết rồi, đã test thử rồi. Từ động cơ, gầm bệ, phần nào kém mình đã cho bảo dưỡng hết rồi. Các bạn mua về chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi. Đây, đèn đóm này, đèn zin, nhìn ánh sáng nó đẹp đấy các bạn này. Xin nhắc lại với các bạn là chiếc xe này sản xuất năm 2009, một chủ sử dụng từ mới, không khoan đục các bạn nhé, không taxi. Giá 88 triệu. Đấy, giá cực kỳ hợp lý để các bạn sở hữu phương tiện che nắng che mưa. Đây các bạn quan sát này. Chỉ này, toàn bộ chỉ lắp cabo loa này, chỉ zin hết các bạn nhá. Đấy, lắp cabo này, lắp cabo zin đây các bạn này, toàn bộ chỉ này. Điểm 10 cho phần ngoại thất của xe về phần thân vỏ, đây là phần cực kỳ quan trọng các bạn này. Đấy, ốc này, ốc zin này, chưa chạm cà lê mỏ lết đấy các bạn này, tem còn nguyên nhá. Đấy, không mất phân keo chỉ nào. Máy thì các bạn có thể làm được, như phần thân vỏ mà đâm va thì nó là vứt. Đấy, mất giá trị. Đây, ốc cả hai bên lắp cabo còn chưa ra đây các bạn này. Đèn LED đây. Đây các bạn này, bác này bác cái độ một đèn, bộ đèn siêu sáng này các bạn mua về chỉ việc sử dụng thôi. Đèn từ cái răng đầu đây các bạn này. Một đôi đèn hơn triệu một đôi này các bạn nhá. Rồi. Và đây, máy đang nổ đây các bạn này. Máy nổ thì thầm luôn các bạn nhá. Đấy các bạn quan sát cái mặt máy này. Mặt máy nó còn sáng, nó thể hiện một xe đi rất ít các bạn nhé. Từ cái đây, ốp của bô này còn chưa ra này các bạn này, chưa chạm này, chưa chạm ốc này. Cái ốc của này mà chạm vào là nó bị gãy luôn, vì nó được tô nhiệt. Vì đây nó làm cái đầu của cái cổ bô của máy ra các bạn nhé. Máy đang nổ này. Con này này, máy thì đại chất luôn, cả máy đang nổ, máy nổ thi thâm. Có mấy chục triệu thôi mà mình quay còn kỹ hơn xe tiền tỷ các bạn ạ. Và đây các bạn quan sát này, không một chút hơi thừa, một chút khói quý anh chị các bạn. Đây, máy đây, không đổ hơi thừa, không khói các bạn nhé. Và đây các bạn quan sát này, một trái tim khỏe, màu nhựa, đen da đen, trắng da trắng đây. Nó thể hiện một xe không bị thổi rong, mặt máy không bị tăng nhiệt khoan động cơ, nó mới được đẹp như này các bạn nhé. Và đây, cái lắp cabo của nó đây, nó phải zin, chưa phải một giòn sơn lạ nào các bạn nhé. Đấy, giá cực kỳ yêu thương, chỉ có 88 triệu thôi. Giá bán tại cửa hàng các bạn nhé, chưa có phí vận chuyển, chưa có rút hồ sơ, chưa có gì. Tốt nhất là dòng xe mấy chục này các bạn cứ để nguyên giấy tờ như vậy mà đi. Giá nó chưa bằng một chiếc xe SH. Cho nên tại sao mình gọi là ô tô giá xe máy. Một phân khúc xe dành các bác mới có bằng, một phân khúc xe che nắng che mưa, một mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm xăng, một mẫu xe gia đình, một mẫu xe phố. Và để kết thúc chương trình giới thiệu với quý anh quý chị về chiếc Chevrolet Spark sản xuất năm 2009 với giá 88 triệu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và cuối chương trình các bạn đừng quên like và chia sẻ cho kênh Ô tô Cũ Hùng Mê Linh. Và bạn nào có kênh rồi thì đăng ký ủng hộ mình. Và bạn nào chưa có kênh thì đăng ký ủng hộ mình. Bạn nào có kênh rồi cho mình xin một dấu like. Và đây,
Nhân đây mình cũng giới thiệu với các bạn còn mấy mẫu xe để các bạn che nắng che mưa. Kia Morning đây các bạn này. Đấy, bạn nào yêu thích cái dòng Kia Morning bản nhập khẩu thì đây. i10. Còn rất nhiều xe là các bạn lựa chọn che nắng che mưa. Bạn nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ cho mình theo số hotline 0913660299. Và nhắc lại các bạn là địa chỉ bên mình đây, mặt đường quốc lộ 2, thành phố Phú Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Rất hân hạnh được đón tiếp quý vị và các bạn đến với bãi xe mình tham khảo. Ghét hiện giờ mình có 8 cái các bạn nhé. Màu nào cũng có, màu xanh, tím, màu bạc, màu xanh ngọc. Thiếu mỗi màu đỏ thôi các bạn nhé, trước này mới về. Đây các bạn, không taxi dịch vụ các bạn nhé. Còn rất nhiều xe.